Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh hàng Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Đó cũng là những mẫu quạt Nhật tuyệt điệu, cũng là dòng phẩm sản phẩm vừa mới cập bến tại cửa hàng. Thì về với cửa hàng ngày hôm nay thì em lại giới thiệu với các bác một chiếc la vương miện nắp lật vân gỗ các bác nhé. Một chiếc la vương miện nắp lật vân gỗ cánh 30 và một chiếc Sanyo hai cần gạt. Sanyo vua hai cần gạt cánh màu xanh dương. Và một chiếc Sanyo hai cần gạt cánh màu xanh rêu. Đó là cánh rêu các bác nhé. Đời VIP thân dừa. Một cặp đôi này là một cặp đôi VIP. Cũng như là thương hiệu Lationa căng sắt quạt bàn. VIP và một chiếc Mitsu cổ số khiển các bác nhá. Một chiếc Mitsu khiển. Riêng cái dòng này thì gió thì cực kỳ đẳng cấp. Để em sẽ lên chi tiết từng dòng phẩm một để các bác xem nhé. Đây là một chiếc Sanyo vua cánh xoắn với có một bộ lồng mạ mới khét lẹt luôn các bác nhá. Các bác đây là cái chiếc này là lồng mạ, có thể các bác có thể sờ tay, có thể là mới gần như đứt tay luôn đấy. Cái lồng mạ này mới khét lẹt luôn, các bác nhìn logo mới khét luôn. Cánh rêu ốc thủng nhá. Với cái cánh rêu này thì thực sự luôn là các bác mua để về chơi thì đắt khét lẹt luôn. Cái bộ cánh này là tuyệt vời luôn mà lại mới nữa, cánh mới khét luôn. Hiếm vô cùng luôn với bộ cánh rêu này. Các bác nhìn mới cứng, logo mới đét đen rồi. Lồng mạ mới cứng này. Lồng mạ mới từng cái lan một, mới khét lẹt. Đấy. Chiếc này là sải cánh của nó là 30 thân dừa. Đời này nó là đời VIP các bác nhá. Mặt vân gỗ. Có đồng hồ. Đấy, hai cần gạt. Một cần gạt là lên xuống ở chiếc quạt và một cần gạt là tút lăng cáp các bác nhé. Và nút nhấn thu dây. Mới khét lẹt luôn. Các bác nhìn là độ mới của nó gần như là mới quá khét luôn. Các bác nhìn tem tiếc này. Đấy. Hình thức này. Thân bầu, thân cổ này. Chiếc này rất là mới luôn các bác nhé. Rất là mới luôn. Đấy. Tem mác đầy đủ hết. Thân bầu. Các bác nhìn này, nó mới, nó ống bóng đẹp này. Xoay gương luôn. Cái độ bóng của nó. Các bác nhìn kể cả cái lớp vân gỗ này. Xoay gương được nhá. Ốp áp còn sáng choang luôn đó nhá, ốp áp còn sáng choang luôn. Chiếc này thì thực sự luôn là không gần như không có điểm trừ, không có điểm trừ luôn. Hàng VIP này thì các bác để các bác trưng bày, gió rất là chất luôn, gió nó cực kỳ là chất luôn nhá. Gió riêng cái dòng này thì khỏi với bàn luôn, thân bầu, đấy. Chung là đẹp đều. Một chiếc Sanyo rất là tuyệt vời luôn. Đẹp đều luôn. Từ mọi chi tiết nhé. Ống ánh luôn. Đấy. Lồng trước lồng mạ, lồng sau lồng si. Mới khét lẹt. Những chiếc này thì thực sự luôn là cánh rêu nó đắt. Đó nhé. Nó chỉ đứng sau cánh đỏ thôi. Đấy. Chiếc này là mã số của loa 147 và có giá là 7,5 triệu. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Thân dừa găng sắt. Những cái dòng này thì những bác mà đã chơi quạt rồi thì biết rồi. Những chiếc mới như này, lồng mạ mới rồi là các thứ mới này thì gần như là các bác đấu ở bên Nhật cũng còn đắt hơn cả Việt Nam luôn. Lặng như cối la lỗ. Ống như mới khét lẹt luôn. Bác nào nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Đây cái này là những cái dòng mẫu này thì
thì bay rất là nhanh luôn. Tiếp theo cũng là một chiếc Sanrio vua nữa nhé các bác nhé. Chiếc này cũng ok luôn nhé. Đây là cũng là san hay cần gạt cánh 30. Đấy, chiếc này thì nó thân bầu rất là ok luôn, đều đặn nhé, bóng đẹp. Lồng trước là lồng mạ, lồng sau lồng si, cánh xoắn nha các bác nhé. Đời cánh xoắn, đời cánh xoắn thì gió của nó rất là êm các bác nhé, gió nó rất là êm. Logo cũng đẳng cấp luôn nhé các bác nhìn, logo Sanrio vua các bác nhìn, nó cũng không kém cạnh, nét căng luôn. Hai cần gạt cũng là một bên là cáp và một bên là lên xuống một chiếc quạt nha các bác nhé. Hai cần gạt từ phím vẫn còn lõn nà luôn các bác nhìn. Riêng chiếc này thì đầy đủ hình thức cũng ok luôn, sáng sủa đẹp đẽ luôn các bác nhé, trong vắt. Mặt phần gỗ, thân cột, gang sắt các bác nhé, nước sơn là zin nguyên bản, nước sơn là zin nguyên bản luôn, toàn bộ nguyên bản hết. Đấy, nước sơn nguyên bản, hình thức đẹp, dây dợ xịn zin, dây dợ đẹp xịn zin vẫn nguyên bản luôn. Nói chung là những cái dòng là Sanrio vua thân dừa này thì là thực sự luôn, là các bác để trưng để sử dụng cũng được mà để trưng bày cũng được, vì là những cái dòng này nó là cái mẫu quạt rất là đẹp. Đấy, khi mình để trên đôn trên kệ ấy, nó cũng mang một cái dáng vẻ của một chiếc quạt hình thức đẹp như các bác nhá, rất là tuyệt vời luôn. Những bác mà yêu thích cái đẹp, chiếc này thì nó lại lợi thế. Cái mặt này thì các bác có thể thay đổi ví dụ thay đổi màu, nó cũng ba màu nhá, dưới vân gỗ này, mặt này màu xanh này, màu xanh dương này, màu xanh dương này thì nó cũng có thể nó lổi cùng với màu cánh ấy. Các bác nhìn cũng rất đẹp luôn nhá. Nếu để các bác mà muốn thay đổi màu sắc cũng được, tùy theo cái màu mà các bác thích. Các bác muốn để cái màu nào thì là việc của các bác, còn nó có ba màu để các bác lựa chọn nhé. Rất là tuyệt vời với chiếc Sanrio thân dừa này, hai cần gạt. Sanrio vua thân dừa hai cần gạt. Đấy, giữa có hình thức rất là ok, gió chất. Đấy, chiếc này thì mã số của nó là 146, có giá là 5 triệu các bác nhé. Thực ra là các bác hình dung là tiền nào thì của đấy thôi, chứ còn nếu như mới thì nó lại cái giá tiền nó lại cao. Đấy, nên mỗi chiếc nó có một cái giá trị khác nhau. Chiếc này được cái là nó đẹp đều từ chân trở lên, đẹp đều và gió của nó rất là ok. Chiếc này thì có giá 5 triệu, bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, 5 triệu. Và những bác yêu thích gang sắt đẹp, đây là một cái mẫu gang sắt đẹp này, bóng như xoay gương luôn này, mới khét luôn này. Đây là một chiếc Latina này, gang sắt này, bầu sắt, các bác nhìn nó bóng như là xoay gương luôn. Lồng mạ đẹp, lồng đẹp này. Đấy, nhưng mạ miếc là đẹp này, mạ sáng choang luôn này, tất cả những cái mạ sáng choang hết này. Chóp chiếc bóng liễng óc trí các bác nhá. Đấy, bóng đẹp luôn. Nước sơn của chiếc này đúng là đẳng cấp thực sự, bóng như xoay gương, nước sơn của nó vẫn còn bóng như xoay gương. Túp lăng cáp đó nhá, túp lăng bập bênh này, túp lăng cáp này, phím số là phím số răng ngựa này, đời này là đời còn cổ nên là cái phím số nó là phím số răng ngựa. Đấy, chất luôn đấy các bác nhìn, bóng như xoay gương. Lớp bóng của nó đây là khi mà ánh cái đèn nó chiếu vào bóng, các bác nhìn trong bóng này. Đấy, bóng từ dây trắng loãng này, dây cổ này. Đời này thì nó sẽ có hai đời các bác nhé, đời này đời ốc dài, các bác hình dung là la ốc, cánh ốc dài. Đấy,
nó sẽ có hai đời ốc dài thì cánh nó sẽ xoắn hơn đấy, và nó sẽ có loại cánh trong và cánh đục đấy. Là cùng một cái đời này thì nó sẽ có cánh trong và cánh đục các con nhá. Chứ là dây dợ của nó lét căng luôn, dây của nó vẫn nét luôn, xanh nét. Nước sơn rất là bóng luôn, nước sơn zin lì và bóng vẫn độ bóng của nó vẫn còn nguyên. Chiếc này có thùng xốp thì cũng khá là giá khá là cao ấy. Bóng đẹp không một vết xước, gần như không một vết xước luôn, gần như không có vết xước thật, không có, gần như không có nhá các bác nhá. May là có một hai cái điểm chấm bằng cái đầu kim, bằng cái đầu kim nó cùng thôi. Đẹp. Chiếc những chiếc mà là đẹp như này, la gang sắt đẹp như này, nó thực sự luôn là nếu nói để mà các bác mà lớn tuổi rồi, các bác chỉ nếu nói chưa dùng cái quạt thì em không biết, nhưng mà nếu đã dùng đến những cái đồ gang sắt đẹp này thì các bác có thể là để đến đời con đời cháu mình luôn, chứ không đừng có nói là chuyện là nó hỏng được các bác nhá. Vì là nó không bao giờ hỏng được. Vì nó độ mới này, độ đẹp này. Mà các bác về lại lưng lưu mà trưng bày nữa thì không biết đến bao giờ, không biết đến bao giờ luôn. Rất đẹp, cánh ốc dài. Bầu đẹp nhá. Đấy, bầu nó mướt luôn. Gang sắt. Chiếc này thực sự là đẳng cấp. Mà nó mới nữa các bác nhá, nó rất là mới luôn. Mã số của nó 148, có giá là 4.500.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhá. Cánh 30 các bác ơi, đây là sải cánh là 30 nhá. Mới khét lẹt luôn. Các bác nhìn cái dây nguồn thì biết đấy. Tiếp theo thì với những bác này cũng vẫn thích chơi đồ cổ. Đây là cái mẫu quạt Mitsubishi VIP lồng mạ mới cứng. Chiếc này lồng mạ gần như mới cứng luôn. Lồng mạ của nó quá đẹp luôn. Tức là cái độ cái độ sáng rực của cái lớp mạ ấy, là cái đời trước ấy. Đấy. Tức là nó sáng rực lên. Đấy, nó không như là đời sau này nó hơi màu xỉn xỉn như đời trước là nó sáng rực nhá. Thứ hai nữa là dòng cánh sâu rút, chóp đồng, chóp của nó kiểu như dạng chóp ấy kiểu giống như màu đồng, rất đẹp luôn. Và hình thức của nó, logo, bản logo rất đẹp nhá. Bản logo thiết kế rất xinh, rất là xinh luôn. Kiểu cách cũng hình thức. Về hình thức của chiếc này thì lồng mạ đẹp này, cánh đẹp này. Đấy, cánh tím. Thứ hai là những bác mà đam mê và chơi cái dòng quạt VIP này thì là đây là cái mẫu quạt gang sắt toàn bộ nhá. Toàn bộ là gang sắt viền nốc. Đây là cái viền nốc nó ôm này. Các bác nên nhớ là đây là những cái viền nốc khi nó ôm lấy con quạt này, nốc này. Đấy. Nước sơn zin, bóng như soi gương luôn. Nước sơn này là nước sơn zin. Gang sắt toàn bộ. Đời này là nó trang trí các bác nhá, nó trang trí. Nó trang trí hình thức rất là đẹp. Đấy. Rất là đẹp luôn. Cái mẫu quạt này nó như thế nhá. Bầu sau là một màu, còn đằng trước này nó theo màu của thân này. Chứ thực ra nó không phải là nó khác màu, mà nó là như vậy. Nó là nguyên bản của nó luôn nhá. Nguyên bản luôn. Hàng này vẫn còn nguyên bản này, tem dán này từ bên Nhật là vẫn còn nguyên này. Khi em đấu giá là nó như này luôn. Đấy. Nó y chang như này luôn, đó nhá. Đấy. Và bác nào đã chơi này rồi thì bác sẽ hiểu thôi, còn đâu nói thì để giải thích thì nó cũng vô cùng. Tức là cái nó là gang sắt toàn bộ là gang sắt, và cái phần bầu của nó là nó như thế luôn các bác nhá. Nó như thế luôn. Màu này màu khoai môn. Rất đẹp, sạch sẽ. Và nó có bộ hộp khiển, hộp số rời các bác nhá. Số đẹp chưa? Số các bác nhìn óng ánh luôn. Hộp số đẹp ly. Các bác muốn sử dụng để nguyên bản như này thì các bác sử dụng số như bình thường các bác nhá.
Đấy, còn không thì các bác đây với cái bộ dây khiển của nó đây. Đây các bác, cho các bác xem. Đây có khiển này, bộ khiển này thì nó xứng đáng với cái tầm khoảng một củ các bác nhá. Bộ dây là 500. Đây khi là các bác muốn sử dụng thì các bác cắm khiển vào. Bộ khiển này thì rất là dài và rất thích hợp do các bác là khi để ở phòng ngủ ấy. Các bác có thể là sử dụng nó để xa ra các bác điều khiển. Đấy. Thì các bác không cần phải bấm vào ấy nữa. Mà các bác nhìn cái bộ khiển nó đẹp như này. Dàn phím nó, chữ nó này. Đồng hồ đẹp này. Mà đời này thì nó lại có cả đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ các bác nhá. Đấy. Đồng hồ cáp, đồng hồ hẹn giờ. Khiển thiếc là ok. Đấy, các bác hình dung là đời gang sắt. Các bác nhìn đây này, tay quay thu dây này. Đời thu dây này. Đấy. Bánh răng này. Đấy, khét lẹt luôn, tích cắm xịn, đẹp nhá. Và em sẽ khiển luôn các bác. Các bác nhìn. Đây. Số siếc này. Hoạt động bình thường nhé bác nhé. Đó thấy chưa? Êm đét, gió êm đét. Riêng cái dòng này thì miễn màng, miễn chê về gió. Đấy, bộ nguyên cả khiển luôn. Các bác hình dung những cái mẫu quạt đẹp như này. Các bác có thể là, nhất là các bác lớn tuổi rồi, muốn cho nó đẳng cấp, cho nó có thương hiệu, có tên tuổi, thì đây là cái mẫu quạt gang sắt đẹp nhé các bác nhé, hàng đấu giá. Đấy. Chiếc này là mã 150, có giá là 5.500.000 đồng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé, gang sắt toàn bộ luôn. Còn các bác hình dung là có những sản phẩm ấy mà không có bộ dây ấy, thì nó sẽ rẻ đi khoảng 500.000 các bác nhé, nếu không có dây khiển này. Đấy. Bớt là bộ dây này là các bác bớt được 500 này, 500k này. Đấy. Các bác hình dung chỉ có mỗi bộ dây này thôi là 500k là các bác không mua nổi luôn rồi. Thì là em chỉ nói luôn là nó chỉ khác nhau ở cái đấy thôi các bác nhá. Thế nên là các bác mua thì các bác nên chú ý là còn dây thì cái giá tiền nó khác, và không còn dây thì là cái giá tiền nó lại khác đó nhé. Bộ dây này là rất là... Đấy, 500k. Đây là bán theo quạt, còn nếu mà bình thường các bác mua lẻ không mua nổi luôn. Bộ dây này. Đấy. Nó hay ở cái chỗ đấy và nó có giá trị ở chỗ đấy. Đấy, chiếc này có giá là 5.500.000 đồng nhá, mã 150. Đẹp xuất sắc luôn các bác nhá, đẹp không phải miễn chê luôn. Đời cổ. Miễn chê luôn. Tiếp theo thì là với những bác là sùng về La Vương Miện lắp lật nhá. Một trong những dòng gió êm có số ngủ. Đời này là La Vương Miện lắp lật nhá các bác nhá. Đấy. Cánh của nó đẹp. Đấy. Logo Vương Miện, cánh 30 các bác nhá. La Vương Miện lồng 8 chấu. Rất là ok luôn. Thân thủ gang sắt này. Ống đẹp này. Quá đẹp luôn các bác nhìn. Đây là lắp lật. Đây là cái phần nước sơn là zin và bóng đẹp, sơn zin luôn, trắng lõn luôn. Các bác nhìn, trắng lõn luôn. Quá lõn luôn. Mặt vân gỗ nhá, mặt vân gỗ đẹp nhá. Thân cổ, thân bầu thì ok rồi, không phải nói, không phải bàn cái gì luôn. Thân gang sắt. Chiếc này gần như không có tì vết nào luôn, gần như lau chùi là sạch sẽ đẹp luôn. Nút nhấn thu dây này. Đấy. Gang sắt này. Chiếc này quá là tuyệt vời luôn. Nói chung là
các bác hình dung là cứ nói lên La Vương miệng lắp lật thì các bác phải biết nó là giá của nó cao rồi. Thực sự luôn là những cái dòng sản phẩm có những chiếc đấu giá thì còn rất là nhiều tiền, nhưng có những chiếc mua được thẳng ấy thì giá nó lại mềm hơn. Đấy, như chiếc này chẳng hạn. Đấy, đẹp nhá, thân đẹp này, vân gỗ đẹp, thân cột đẹp. Đấy, những bác yêu thích La Vương miệng gió êm, đây là một trong những mẫu lắp lật. Đấy các bác nhá, đây là lắp lật này. Đấy, các bác gọi là La Vương miệng lắp lật này. Đấy, đời này các bác nhìn phím của nó này còn nét căng luôn, phím của nó là còn nét căng luôn. Đấy, hai đồng hồ cáp và đồng hồ hẹn giờ, tất cả các chữ số màu đồng của nó vẫn vàng cháy các bác nhá. Đấy, từ bên trong này vẫn vàng cháy luôn. Thực sự luôn, đây là một cái mẫu quạt là La Vương miệng lắp lật, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, La Vương miệng lắp lật quá đẹp luôn. Chiếc này là mã số của nó là 145 đó nhá, 145 có giá là 7.800.000 đồng. La Vương miệng lắp lật này là có giá là 7.800.000 đồng. Bác nào mà thiện chí thì alo cho em nhé. Nên những dòng này thì các bác có thể là mới tập chơi, thích về dòng vương miệng gió êm thì để trải nghiệm, thì đây là cái mẫu trải nghiệm. Còn nếu như mà các bác mà muốn mua một những chiếc mà nó mới như vừa mới sản xuất ấy, thì giá của nó chắc chắn là nó sẽ cao các bác nhé. Đây là nó chỉ là một chiếc đẹp đều. Đẹp đều, và từ phần chân thân trở lên đến ốp áp là ok hết các bác nhé, quá đẹp luôn. Đấy, các bác hình dung là nó không phải là một chiếc mới tinh, nhưng mà nó cũng đã đáng để sưu tầm rồi, đáng để chơi rồi các bác nhé, đáng để chơi rồi. Cánh kiếc ống ỏng đấy, chiếc này đấy có giá là 7.800.000 đồng. Bác nào mà quan tâm thì alo cho em nhé. Đấy, gió là bao êm luôn và bao zin nguyên cho các bác nhé. Động cơ máy móc của nó ok. Đấy, còn về hình thức thì các bác nhìn thấy rồi, mà em cũng quay rất chi tiết rồi. Đấy, bao lành nặng không bể vỡ, đến nơi hoạt động ok các bác nhé. Còn mới thì nó có giá tiền của mới, và như thế nào thì nó em nói rồi, là nó phụ thuộc theo cái giá trị của từng sản phẩm một. Các bác được nhìn thấy và cái giá tiền cũng như là cái giá trị đấy ok thì các bác liên hệ, không thì các bác cứ xem thoải mái nhé và tham khảo. Một lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.